Ngọc trai, niềm khao khát của phụ nữ ở mọi thời đại. Xưa kia, ngọc trai là biểu trưng cho quyền lực, dành riêng cho bậc vương tôn quyền quý. Ngày nay, ngọc trai là biểu trưng cho đỉnh cao về đẳng cấp, sang trọng và tinh tế. Sau hơn 100 năm lịch sử, ngọc trai thế giới lại được viết lên trang sử mới khi những viên ngọc trai trống đồng Việt Nam đầu tiên xuất hiện vào năm 2011, được sáng chế bởi nghệ nhân quốc gia Hồ Thanh Tuấn, tổng giám đốc công ty ngọc trai Hoàng Gia. Và nay, viên ngọc trai ấy đã góp phần tạo nên sự bứt phá và trở thành điểm nhấn cho chiếc vương miện hoa hậu, lần đầu tiên được xác lập kỷ lục quốc gia. Là đơn vị dẫn đầu sở hữu hệ thống nuôi cấy và chế tác ngọc trai, cùng đội ngũ nghệ nhân yêu nghề, ngọc trai Hoàng Gia tự hào mang đến những bộ trang sức ngọc trai đẳng cấp, sang trọng và tinh tế, nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ. Ngọc trai Hoàng Gia tự hào là đơn vị thiết kế và chế tác vương miện hoa hậu Việt Nam 2014.